Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân. Chương 996, một nhát đao mở cánh cổng thiên đàn, thế gian lại mất đi một người. Đúng vậy, lúc này lông tơ bọn họ, có không muốn cũng phải dựng đứng lên. Lê Văn Vân, vậy mà vẫn còn sống. Bọn họ có chết cũng không ngờ Lê Văn Vân có thể sống sót sau đòn tấn công kinh hoàng đó, mặc dù bây giờ trên người anh vết thương chồng chất vết thương, hơi thở tỏa ra cũng có chút hỗn loạn, nhưng mà, dưới đòn tấn công khủng bố đó, anh vẫn sống, hơn nữa còn thành công đứng vững nữa là khác. Mà lúc này, ánh mắt anh nhìn ba người đạo trưởng Tử Liên lạnh đến nỗi khiến cả ba nhịn không được phải dùng mình một cái. Lê Văn Vân, cậu không bị sao hết, thật tốt quá. Lúc này Ôn Uẩn là người có phản ứng đầu tiên, người khác không ai nhìn thấy bọn họ hãm hại Lê Văn Vân. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù Lê Văn Vân vẫn còn sống, nhưng sau này nếu có muốn tìm bọn họ gây phiền thì cũng có chút khó khăn, bởi vì anh không có chứng cứ, người khác nhất định sẽ phản đối. Lê Văn Vân đứng run rẩy ở nơi đó, trên người anh bây giờ, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn đến không chịu nổi rồi. Anh nhìn chằm chằm ba người kia, rồi sau đó lại thở hắt ra một hơi. Anh đứng dựa vào vách tường trong hố sâu, sau khi cơ thể đứng vững rồi, anh mới bắt đầu kiểm tra chân khí bên trong cơ thể mình. Vừa rồi, anh đã dựa vào trảm chữ thập và chân khí của bản thân để chống lại đòn tấn công này, nhưng quả thực đòn đánh này có chút khủng bố, mặc dù là anh thì cũng suýt chút nữa bỏ mạng trong đó. Anh xoay người nhìn về phía dưới chân núi, đội quân tiên phong vẫn đang kéo đám tiêm quỷ cuối cùng, mà ở một bên khác, Đỗ Tắc Thành và tiểu đội siêu cấp người gác đêm cũng đang đối mặt với hai tiêm quỷ đỏ. Tất cả đều đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Việc giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ba người Doãn Nhu vẫn đang gắt gao kéo một đám tiêm quỷ màu đỏ khác. Mà một đám tiêm quỷ đỏ trước mặt anh, dưới sự va chạm của Lê Văn Vân và tiêm quỷ vàng, thịt nát xương tan, trên mặt đất chỉ còn lại tàn dư. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra một hơi. Anh biết. Trong cuộc chiến với tiêm quỷ màu đỏ, người gác đêm chiếm ưu thế tuyệt đối, đợi đến khi cuộc chiến với hai tiêm quỷ cụ đỏ kết thúc, mấy người siêu cấp, đội quân tiên phong sẽ cùng gia nhập vào tiểu đội chiến đấu bình thường, thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn họ. Anh đưa mắt nhìn lên đỉnh núi phía trên. Nơi đó, tiêm quỷ cụ vàng vẫn đang đứng đó, nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân. Mà Lê Văn Vân cũng biết rõ, con tiêm quỷ vàng này chính là điểm mấu chốt của trận chiến lần này. Chỉ khi nó chết thì trận chiến này mới có thể kết thúc. Trận chiến dưới mái vòm. Ở nơi này, phía trên dãy núi Aspen, quả thật có thể coi là nơi có khoảng cách gần với bầu trời nhất. Vẫn còn thời gian của tần tử cuồng dũng, Lê Văn Vân thở ra một hơi, hít một lượng chân khí trên người anh bắt đầu sục sôi. Mà bên cạnh, Ôn Uẩn đang tiến về phía Lê Văn Vân, bước chân bỗng dừng lại. Sao hả, lại muốn lao tới tung đao sao? Lê Văn Vân nhếch miệng cười cười, liếc nhìn ông ta một cái, sau đó lại cười tủm tỉm nói, hiện tại ba người các người có thể chạy trốn, nếu để chờ đến lúc chiến tranh kết thúc, việc các người phải chết là không cần nghi ngờ gì nữa rồi, người trong gia tộc các người cũng bị tôi đưa đến khu tội ác. Sắc mặt ba người mỗi lúc một mờ mịt. Đúng vậy, quả thực là vừa rồi Ôn Uẩn muốn đi tới vung đao thật. Ông ta vốn tưởng rằng Lê Văn Vân đã dùng hết toàn lực để chống lại đòn tấn công đó. Giờ cả người vết thương chồng chất vết thương, e là cũng không còn sức chiến đấu gì nữa, nhưng mà, ông ta mới đi được nửa đường, bỗng phát hiện chân khí trên người Lê Văn Vân bắt đầu sục sôi, điều này khiến ông ta không nhịn được phải ngừng bước chân, không dám tiến thêm nửa bước nữa. Chu Diệu Khôn vội vàng nói, Lê Văn Vân, cậu không có chuyện gì thật tốt quá, cậu ở đây giải quyết nốt đám tiêm quỷ đỏ bên này đi, chúng tôi đi yểm trợ những người khác. Ông ta nháy mắt ra hiệu với hai người kia một cái. Sau đó cả ba nhanh chóng rời đi, lại chạy về phía Đỗ Tắc Thành lần nữa. Bọn họ không lựa chọn cách chạy trốn, dẫu sao thì người ta cũng đâu có chứng cứ. Lê Văn Vân muốn ra tay với bọn họ, cũng phải được người khác đồng ý mới được. Nhưng nếu giờ chạy trốn, đến lúc đó Lê Văn Vân có thể vặn ngược lại rồi nói là bọn họ đang cố tình chạy trốn, chỉ cần ngày nào bọn họ vẫn còn ở trên trái đất này thì chuyện tìm bọn họ đối với người gác đêm là quá đơn giản. Chưa kể sau lưng bọn họ còn có gia tộc to như vậy chống đỡ. Cho nên, bọn họ chọn cách ở lại. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Lê Văn Vân cũng không có lập tức đi tới luôn, anh đứng yên một chỗ, nhìn về phía trên ngọn núi. Mà con tiêm quỷ cụ vàng kia dường như không thể đứng yên được nữa. Anh lại nhìn xuống dưới chân núi. Dưới chân ngọn núi, Trác Nhất Minh thở dài một hơi nói, thằng nhóc này, đứng cho vững.
Vương Hồng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mở miệng nói, ba người này, không thể giữ họ lại được rồi. Đúng là không thể giữ lại được thật, Trác Nhất Minh hờ hững mở miệng nói, tôi, cũng phải ra tay mới được. Hả, sắc mặt Vương Hồng hơi đổi, mở miệng nói, ra tay với tiêm quỷ vàng đó sao? Ra tay, ông ta vọt về phía Lê Văn Vân, bọn họ dường như rất muốn giết chết Lê Văn Vân thì phải, trước đó còn liên minh với Hồng Nguyệt để bày kế hãm hại, mà bà Loan cũng đã từng nói, đám tiêm quỷ này đã hạ lệnh cho bọn chúng là cần phải giết chết Lê Văn Vân, dù có phải trả giá đắt thế nào. Trác Nhất Minh nói, Vương Hồng gật gật đầu nói, bởi vì thằng nhóc này hấp thụ xương rồng, nên bị để ý tới sao? Mau tiễn tôi, đúng lúc này, Trác Nhất Minh khẽ mỉm cười, một bước nhảy vọt ra ngoài, cứ vậy mà lao thẳng về phía đỉnh núi trên đó. Trên đỉnh núi, tiêm quỷ cụ vàng cũng bắt đầu lao xuống phía dưới, cứ nhằm hướng Lê Văn Vân mà lao. Mà khi Trác Nhất Minh bước này nối bước kia, mỗi bước của Trác Nhất Minh đều cách nhau rất xa, nên chẳng mấy chốc đã đi tới giữa sườn núi. Mà trên sườn núi, bên trong hố sâu kia, Lê Văn Vân đã thu đao vô danh và đao phá không. Anh ngước mắt nhìn về phía sườn núi, sau đó lấy thanh đao vô danh từ trên lưng xuống, đặt bên hông mình, thân hình hơi hơi khom xuống, tạo thành tư thế rút đao, khóe miệng anh khẽ nhếch, để lộ một nụ cười nhạt. Trác Nhất Minh rảo bước, khí thế trên người càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh, khoảnh khắc này, toàn bộ người bên trong chiến trường với ông ta chỉ như heo con. Nằm sấp xuống, Đỗ Tắc Thành hao phí sức lực hồi lâu, đám tiêm quỷ đỏ kia cuối cùng cũng chịu không nổi. Đành phải lựa chọn tự hủy, đám người Đỗ Tắc Thành nằm sấp xuống, ánh sáng vàng bay tứ tung bốn phía như mưa. Ông ấy định ra tay sao? Đỗ Tắc Thành xoay người, nhìn về phía dưới chân núi. Dưới chân núi, tốc độ của Trác Nhất Minh càng lúc càng nhanh, đợi đến thời điểm ông ta đi tới chân núi, khí thế đã đạt tới đỉnh núi, một lượng chân khí khủng bố mà hùng hồn dao động trên người ông ta, trong khoảnh khắc này, không khí chung quanh ông ta dường như cũng bị bóp méo. Tôi vốn chỉ là một kẻ chăn dê trên thảo nguyên, suy cho cùng điểm xuất phát của tôi cũng chỉ là một người nông dân, nhưng lại gánh trên lưng vận mệnh của toàn bộ nhân loại. Trác Nhất Minh nở nụ cười sang sảng, thời khắc này, ông ta dường như quay trở lại tuổi trung niên, phấn chấn oai hùng. Hôm nay, tôi chém ra đao cuối cùng này, cũng là sự cống hiến cuối cùng có thể cho các người, tương lai trái đất này, người gác đêm, người thường, giao lại cho các người bảo vệ. Giọng nói Trác Nhất Minh vang vọng khắp ngọn núi Aspen. Mà tận nơi đáy lòng người gác đêm, một cảm giác bi thương khó nói thành lời bỗng trỗi dậy. Ông cụ, người gác đêm hệ hoa lẩm bẩm gọi. Bọn họ đều biết rất rõ, chỉ cần Trác Nhất Minh chém ra một đao cuối cùng này, Trác Nhất Minh sẽ bỏ mạng ở đây, ông ta sẽ chết. Trác Nhất Minh mỉm cười, càng ngày càng tiến gần hơn với tiêm quỷ vàng, ông ta bĩu môi nói, có thể chết dưới đao này của tao, coi như là mày cũng công đức viên mãn. Đao tới. Vừa dứt lời, ông ta vung một tay lên. Dưới chân núi, trảm hồng đao cắm trên mặt đất run rẩy kịch liệt, ánh đao màu đỏ lập lòe, mãi cho đến khi Trác Nhất Minh đi tới sườn núi, cả người Trác Nhất Minh bay lên trời. Ông ta cầm đao lên. Phía trên lưỡi đao, chân khí sục sôi đang dâng trào, khoảnh khắc này, dường như Trác Nhất Minh muốn bổ đôi quả địa cầu ra vậy. Một nhát đao sẽ mở ra cánh cổng dẫn tới thiên đàng. Thế gian sẽ không còn người chăn dê này nữa. Trác Nhất Minh cười ha ha, thời khắc này, ông ta không còn nghĩ sợ sống sợ chết nữa, chỉ nghĩ đến một đao này của mình có sức mạnh và quyền năng đến độ nào, sẽ mãi mãi in sâu trong lòng mọi người. Ông cụ, đúng khắc này, một giọng nói vang lên, đã từng tuổi này rồi, con mẹ nó chứ, ông còn giả bộ ra oai cái gì? Cái loại chuyện chó má này, cứ giao lại cho người trẻ tuổi chúng tôi là được rồi, một người già như ông nên trốn đi trồng hoa, nhảy múa đi. Đúng lúc này, ở một nơi khác, một nguồn lực khí thể kinh thiên động địa cũng nổ ra. Chương 997, Hội nghị tiến sĩ T. Tại Yên Kinh, trong sòng bạc ngầm. Lúc này, trong phòng thí nghiệm tại tầng thứ tư của sòng bạc ngầm, tiến sĩ T ngồi bên trong cười tủm tỉm. Ánh sáng của dây tóc đèn chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Căn phòng dường như là một phòng hội nghị, tiến sĩ T ngồi ở vị trí đầu tiên, chiếc mũi cao thẳng, giống như là một học giả. Không hề giống một nhà khoa học điên lôi thôi, ngược lại thoạt nhìn ông ta trông vô cùng cơ trí. Trên tay ông ta đang vân vê một chiếc bút máy. Ở hai bên sườn bên cạnh ông ta, có đến 8 người ngồi, mà 8 người này đều đeo mặt nạ, khiến người ta không thể nhìn quá rõ diện mạo của bọn họ. Có điều, nhìn kỹ dáng vẻ thì có lẽ là 6 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Tiến sĩ,
Lần này ông tập trung nhiều người lại đây là có ý gì? Một giọng nói vang lên bên trái tiến sĩ T. Và đương nhiên, giọng nói của anh ta rõ ràng là đã bị thay đổi, khiến người nghe không thể nhận ra giọng nói thật của mình. Nhưng nếu Nhan Như Tuyết ở đây, cô ấy chắc chắn có thể nhìn ra ngay, người này chính là ông của cô ấy, ông chủ sòng bạc ngầm ở Yến Kinh, Nhan Tam. Mà những người khác, đều là thuộc hạ của tiến sĩ T. Tiến sĩ T khẽ mỉm cười, các người chắc cũng biết cả rồi, trận chiến dưới mái vòm lần này ở trên dãy núi Aspen, hiện tại Giản Hưng vẫn còn ở bên đó giúp đỡ người gác đêm chiến đấu. Tôi biết, có người gật gật đầu nói, nhưng mà, chuyện này có liên quan gì tới chúng tôi sao? Đương nhiên là có liên quan, tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, sau khi trận chiến này kết thúc, Trác Nhất Minh sẽ chết, mà khả năng sẽ có rất nhiều người gác đêm phải bỏ mạng, Trác Nhất Minh chết đi, ý nghĩa vận mệnh của thế giới tự khắc cũng sẽ có thay đổi. Hả, mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đầu tiên là gì, không ai có thể rơi vào tay Hot Seas thêm lần nữa. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, toàn bộ khu tội ác sẽ được giải phóng hoàn toàn. Và hàng chục vạn hoặc thậm chí là mấy chục vạn người trong thế giới ngầm bị cô lập trên hòn đảo kia sẽ trà trộn vào thế giới người bình thường. Bọn họ sẽ thành lập các ngành sản xuất, trong đó có rất nhiều người có thể tạo ra sản nghiệp của riêng mình ở thế giới bình thường. Điều này sẽ khiến vận mệnh thế giới xảy ra những thay đổi lớn. Còn chuyện thứ hai thì sao? Người gác đêm hệ hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ rơi vào tay Lê Văn Vân. Mà người tên Lê Văn Vân này tôi nghĩ đã có vài vị ở đây có tiếp xúc qua lại với cậu ta. Hay thậm chí là có người còn thành công hợp tác với cậu ta nữa kìa. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, người này và Trác Nhất Minh không giống nhau, Trác Nhất Minh làm việc gì cũng sẽ suy xét trước sau thật kỹ càng, nhưng Lê Văn Vân thì khác, cậu ta làm việc dựa vào cảm xúc nhiều hơn, nếu cậu ta cảm thấy điều đó là đúng thì sẽ chẳng do dự gì mà ra tay, ví dụ như nếu nói sự xuất hiện của Hot Seas khiến cho cả thành phố bình thường bị rối loạn, vậy thì khả năng cao Lê Văn Vân sẽ khai chiến với Hot Seas, mà cũng vì những chuyện này, mà người gác đêm sẽ rơi vào tình trạng ốc không mang nổi mình ốc. Binh lực bọn họ sẽ không đủ. Hơn nữa lần này tiêm quỷ vàng xuất hiện, bọn chúng đã dừng lại hồi lâu mà chưa thấy có thêm động tĩnh gì, dựa vào quan sát của tôi, mặc dù không biết bọn chúng làm như thế nào, nhưng dường như chúng đang thiết lập các điểm đổ bộ khác bên ngoài bắc cảnh. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, đến lúc đó, người gác đêm sẽ mệt mỏi ứng đối. Vậy ông có ý định gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nhan Tam ngồi không yên nổi nữa, cau mày nói. Rất đơn giản, tôi hy vọng các người có thể nhân cơ hội này phát triển thế lực của mình nhiều hơn chút, như thế đợi đến khi người của thế giới ngầm ra rồi, người gác đêm tất bật chạy qua chạy lại cũng là lúc chúng ta tự phát triển bản thân, thí nghiệm vĩ đại của tôi cũng sẽ được khai phá rất nhanh thôi, và sau khi đám tiêm quỷ này xâm nhập vào thế giới bình thường, sẽ có rất nhiều người thường tử vong. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói. Tiến sĩ, vậy ông không nghĩ tới trường hợp, lỡ như Trác Nhất Minh sống sót, hoặc là lỡ như Trác Nhất Minh không giải quyết được tiêm quỷ vàng kia à? Một người khác lên tiếng hỏi. Không có khả năng, nếu Trác Nhất Minh vung nhát đao đó lên, chuyện ông ta chết không còn cần nghi ngờ nữa rồi. Tiến sĩ T hờ hững nói, mà trong số những người gác đêm đó, không ai có thể thay thế ông ta tung ra nhát đao ấy. Tương tự, tiêm quỷ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nổi một đao kia của Trác Nhất Minh. Tiến sĩ T rất tự tin về suy tính của chính mình. Cho nên, hãy đi chuẩn bị đi, nghênh đón những tên côn đồ của khu tội ác, phát triển hơn nữa. Tiến sĩ T sờ sờ cằm mình. Đồng thời, ở vùng núi rừng xa xôi, đám người Vương Giai Kỳ đã sống ở nơi này một khoảng thời gian rất lâu. Cô ấy nhận ra nơi này khác xa so với thành phố bình thường, thoạt nhìn nơi này có vẻ có công nghệ tiên tiến hơn nhiều, nơi này giống như là thế giới tương lai, nơi họ sống dường như chỉ toàn những thứ tự động. Giống như là những cái thường thấy trong bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Cô ấy không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một nơi như vậy. Lúc này cô ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn về núi rừng nơi xa, rồi lại rơi vào trầm tư lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sống ở đây có hơi yên bình quá mức, cho nên có chút nhàm chán. Vì ở đây mọi tín hiệu đều bị chặn. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thể hiểu được, bọn họ tới nơi này làm cái gì. Nhưng ít nhiều gì trong lòng Vương Giai Kỳ vẫn có thể suy đoán được chút. Đương nhiên, lý do chủ chốt nhất chính là, cô ấy đang suy xét lời nói của cô gái có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu kia. Cô gái kia, nói cô ta là vị hôn thê của Lê Văn Vân. Cái này khiến cô ấy cảm thấy có chút khó hiểu. Vốn dĩ cô còn định hỏi nhiều một chút, nhưng sau đó lại bị đưa đi, mà cô gái có khuôn mặt tròn kia cũng không thấy đâu nữa.
Mà hình như cô ta tên Lý Vũ Thấm thì phải. Vương Giai Kỳ lẩm bẩm nói, tại sao trước kia chưa từng nghe Lê Văn Vân nhắc tới anh có vị hôn thê nào đâu? Tôi nhớ rõ chẳng phải anh từng ly hôn sao? Cô ấy thật sự không hiểu được, và cũng không biết bản thân sẽ ở lại nơi này thêm bao lâu nữa. Cô ấy cứ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy, đột nhiên, cô ấy nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn truyền vào. Vương Giai Kỳ nhìn xuống dưới, Vương Hàn Lâm và Tứ Thiếu Yên Kinh bị một vài người bao vây, có người còn chỉ thẳng tay vào Hoàng Gia ra mắng chửi cái gì đó, hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt, vội vàng chạy từ trong phòng ra bên ngoài. Mấy ngày nay, mỗi khi nhìn xuống dưới cô ấy đã thấy rất nhiều tình huống như vậy. Tứ Thiếu Yên Kinh lúc còn ở Yên Kinh luôn tỏ ra kiêu ngạo ương ngạnh, sau khi đi tới đây, cũng vì trước kia bọn họ đắc tội quá nhiều người, nên khi bị phát hiện bọn họ tạm thời chưa thể quay về Yên Kinh, có những người đã tự tìm tới bốn người họ gây phiền toái. Cả bốn người đều đã bị đánh rất nhiều lần. Cũng may là, Vương Giai Kỳ là một võ giả cao cấp, có cô ấy ở đây những người đó cũng không dám quá phận. Cô ấy chạy xuống. Đồng thời, ở Bắc Cảnh, trên núi Aspen, ba nguồn khí thế khủng bố cùng bốc lên, một nguồn khí thế là thuộc về Trác Nhất Minh. Một nguồn là thuộc về Tiêm Quỷ Vàng. Bọn họ dường như thuộc về một đẳng cấp khác, khí thế trên người bọn họ khiến mọi người đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi vô cùng. Và nguồn khí thế cuối cùng, là thuộc về người như vừa tắm trong biển máu Lê Văn Vân. Rất nhiều người đều cho rằng Lê Văn Vân sẽ không thể ra tay đánh bất kỳ đòn nào được nữa, dáng vẻ của anh bây giờ thoạt nhìn trông thảm vô cùng, Lê Văn Vân cũng chủ động thu lại đao của mình. Nhưng không ai có thể ngờ được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lê Văn Vân lại có thể bộc phát ra nguồn khí thế khủng bố như vậy. Cả người anh uốn lượn ở nơi đó, toàn bộ chân khí anh sở hữu đều dồn về phía thanh đao vô danh trong tay. Mà một chiêu này, là Lữ Dương giúp anh ngộ ra, khiến toàn bộ chân khí mà bản thân sở hữu bộc phát ra ngoài, công kích tại một điểm. Chỉ với tần tử cuồng dũng, bộ đồ chiến đấu mới đã tăng sức mạnh cho anh muốn vung ra một nhát đao này để xem liệu có thể chém chết con tiêm quỷ vàng này hay không. Rút đao chảm. Đây là cái tên mà Lê Văn Vân tự đặt ra cho chiêu thức này. Một khoảnh khắc nào đó, giọng nói Lê Văn Vân bỗng vang vọng khắp dãy núi, ngay giây tiếp theo, cả người anh lao vọt về phía tiêm quỷ vàng. Đồng thời, thanh đao vô danh được rút ra, sát khí đáng sợ bốc lên ngút trời. Chương 998, rút đao chảm. Chân khí trên người Lê Văn Vân kích động, quanh thân anh giống như có một trận cuồng phong càn quét, đến một thời điểm nhất định nào đó, chân khí đột nhiên bùng nổ. Lê Văn Vân, đến cả Trác Nhất Minh đứng giữa sườn núi kia, trong tay vẫn đang cầm chảm hồng đao, người nhảy lên cao cũng phải ngây ngẩn cả người. Bên tai ông ta vang lên một giọng nói, ông cụ. Đã từng này tuổi rồi đừng có ra vẻ nữa, tôi nói này, một đao này, tôi vung ra là vì ông đấy. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm trời vang vọng khắp dãy núi, Lê Văn Vân và Tiêm Quỷ Vàng cùng nhằm vào đối phương để ra đòn, ngay lúc hai bên sắp va chạm, Lê Văn Vân bất ngờ rút đao ra, một tiếng nổ chói tai vang lên, những ngọn núi phủ tuyết xung quanh cũng lại bắt đầu nứt toạc ra lần nữa, tuyết bị lở và lăn xuống phía dưới. Mà vào khoảnh khắc chân khí của Lê Văn Vân bùng nổ, tốc độ của anh lại tăng lên gấp bội, khi anh vung nhát đao đó ra, cả người đồng thời xuyên qua tiêm quỷ vàng. Xuất hiện ở phía sau tiêm quỷ. Phốc! Lê Văn Vân dốc toàn bộ chân khí mà bản thân sở hữu ra, miệng vết thương trên người anh lại tiếp tục nứt toạc ra lần nữa. Rốt cuộc thì, cơ thể anh sắp không chịu nổi được nữa rồi, anh muốn quay đầu nhìn lại tình hình phía sau thế nào, nhìn xem thử tiêm quỷ vàng kia có bị chém chết dưới nhát đao đó của anh không. Nhưng giờ đến cả sức quay đầu lại anh cũng không có nữa rồi. Ông cụ, tôi, đã hết sức rồi. Lê Văn Vân lẩm bẩm nói một câu, sau đó tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Gánh nặng của nhát đao này quả thực là quá lớn, nó rút cạn chân khí của Lê Văn Vân, chưa kể trước đó anh còn bị trọng thương, nên giờ Lê Văn Vân thật sự không chịu nổi thêm được nữa, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Trong cơn mê man, anh nghe thấy những tiếng hò hét vang vọng bên tai. Mà ở phía sau, lúc này tiêm quỷ vàng đứng bên kia, trong đôi mắt nó hiện rõ vẻ không thể tin được, cây kiếm màu đỏ thật lớn trong tay nó lúc này đang cố gắng chống đỡ cơ thể nó. Giờ khắc này, không có những động tĩnh lớn quá mức, nhưng mọi người đều chú ý tới, cơ thể con tiêm quỷ vàng kia, bắt đầu từ chỗ bả vai trượt xuống phía dưới bên trái. Nó, dường như đã bị chém thành hai nửa. Nó đang cố gắng hết sức để duy trì cái gì đó, cơ thể trượt xuống một lúc, lại tiếp tục bò lên trên. Sau đó lại tiếp tục trượt xuống.
Nhát đao của thằng nhóc này, đã đạt tới trình độ này rồi sao? Ở giữa không trung, khí thế trên người Trác Nhất Minh bắt đầu yếu dần đi. Ông ta từ từ hạ chảm hồng đao đang lơ lửng trên không trung xuống, sau đó giơ một tay lên, chảm hồng đao xoay tròn rồi rơi thẳng xuống dưới ngọn núi, cắm chính xác vào vỏ đao nằm trên mặt đất. Vương Hồng ở bên cạnh nhìn chảm hồng đao đã trở lại vào vỏ kiếm, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt như rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm nói, ông bạn già, đi đường bình an. Ông ta không thấy rõ được tình hình phía trên, chỉ có thể cảm nhận được đại khái chút khí thế vừa rồi, ông ta cho rằng cảnh tượng vừa rồi là do Trác Nhất Minh làm. Tiêm quỷ vàng vẫn cố gắng chống cự, đến một khoảng thời gian nào đó nó dường như không thể kiên trì nổi nữa, cơ thể bắt đầu không ngừng trượt xuống. Một cái sừng trên đầu nó phát ra một tia gợn sóng, giống như là một loại sóng âm nào đó, rồi lại bị nhấn chìm vào bầu trời kia, như thể nó đang truyền đạt tín hiệu gì đó lên không trung. Nếu có người phiên dịch ngôn ngữ tiêm quỷ ở đây, thì sẽ phát hiện ra ngay, tín hiệu của con tiêm quỷ này gửi đi là đang nói, giết chết người sở hữu xương rồng, hoặc là khiến anh ta thịt nát xương tan. Đương nhiên, sẽ chẳng ai hiểu ý nó. Cơ thể con tiêm quỷ vàng bị chia làm hai. Thân hình to lớn đột ngột đổ sập xuống. Nằm sấp xuống. Ở một bên khác, Phất Lan há miệng giống to. Ông ta giải quyết tiêm quỷ cụ đỏ thứ hai, lúc này chỉ còn lại hai tiêm quỷ cụ đỏ. Hai đội các người, mau thu phục hai con tiêm quỷ cụ đỏ còn lại đi, các đội quân tiên phong khác và thi kỳ, các người đi thu dọn tiêm quỷ màu lam với tốc độ nhanh nhất có thể, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Trác Nhất Minh giống to. Lão đại thế nào rồi? Hoàng thi kỳ hét lớn. Vẫn còn một hơi thoi thóp, Trác Nhất Minh bước ra, đáp xuống trước mặt Lê Văn Vân, nhìn người nằm trên mặt đất chỉ toàn máu tươi, hơi thở cũng yếu vô cùng, ông ta cau mày nói, tôi đưa cậu ta đi xuống. Tình trạng vết thương của Lê Văn Vân quá nặng rồi. Ông ta ôm Lê Văn Vân, nhanh chóng chạy tới phía dưới ngọn núi. Với cái chết của tiêm quỷ vàng, cùng với việc tiêm quỷ cụ đỏ chỉ còn lại hai tên, ông ta biết, trận chiến này có thể kết thúc rồi, và ông ta vẫn có thể được sống tiếp. Tốc độ của ông ta rất nhanh, cảnh vật hai bên lướt qua như gió, ông ta nhìn Lê Văn Vân trong lồng ngực mình, mở miệng thì thào, thằng nhóc nhà cậu, đúng là chẳng biết nghe lời gì cả, hy vọng cậu có thể sống sót mà không có bất kỳ di chứng nào, tôi giữ lại một nhát đao cuối cùng này cũng tốt, dùng hết sức lực tung nhát đao cuối cùng này ra chỉ để chém tiêm quỷ vàng, quả thực có chút lãng phí. Tại nơi sườn núi, một bóng người mặc quần áo trắng cầm đao đi tới, trong tay Giản Hưng vẫn cầm theo hai thanh đao. Lúc này anh ta vẫn đang chiến đấu cùng với người gác đêm, một đao chém chết tiêm quỷ màu lam. Anh ta nhìn thoáng qua nhân viên tiểu đội bình thường, rồi lại nhanh chóng biến mất ngay trước mặt bọn họ. Người kia là ai thế? Không biết nữa, hình như là siêu cấp đấy. Đúng vậy, Giản Hưng vi vu từ nhóm người này qua nhóm người khác, anh ta đã chém giết không ít tiêm quỷ màu lam. Anh ta phi thẳng một đường lên trên sườn núi, nhìn tình hình bên trên. Lẩm bẩm nói một câu, ông cụ, sống sót rồi. Sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm, chắc tiến sĩ sẽ thất vọng lắm, người tên Lê Văn Vân này, quả nhiên là khiến người ta để tâm. Dứt lời, anh ta lại nhanh chóng chạy từ phía trên đỉnh núi tuyết xuống. Giữa các sườn núi, Trác Nhất Minh đi thẳng một đường về, dọc đường chỉ toàn thấy tuyết bị nhuộm màu đỏ, người gác đêm đã tổn thất rất nhiều, ông ta không biết đã có bao nhiêu người chết, trong lòng ông ta bỗng trào dâng cảm giác bi thương khó tả. Nhưng lại chẳng biểu hiện gì trên mặt. Ông ta ôm theo người nhảy một đường thẳng xuống dưới chân núi. Vương Hồng nhìn thấy Trác Nhất Minh đi từ trên núi xuống, ngẩn người hỏi, này, chuyện này là thế nào? Thằng nhóc này đã vung nhát đao thay tôi. Trác Nhất Minh thở dài một hơi nói, trước tiên tôi phải tới y tế đã, tình hình của nó có vẻ không được ổn lắm. Vương Hồng ngẩn ngơ, sau đó vẫn gật đầu. Trác Nhất Minh không dám chần chờ thêm giây nào nữa. Ông ta nhanh chóng ôm Lê Văn Vân đi về phía phòng y tế, đồng thời, giọng nói của ông ta cũng vang lên trong phòng y tế ngay sau đó, Phạm Nhược Tuyết. Nhanh ra đây! Bên trong phòng y tế, Phạm Nhược Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài, cô mặc chiếc áo dài trắng, thời điểm chạy ra ngoài nhìn thấy Lê Văn Vân, sắc mặt hơi đổi, đây là... Bất luận là thế nào, nhất định phải giúp tôi cứu sống cậu ta. Trác Nhất Minh nói với giọng điệu không thể nghiêm túc hơn. Tôi biết rồi. Phạm Nhược Tuyết cắn răng nói. Thời gian trôi đi, trận chiến trên núi vẫn đang diễn ra không ngừng nghỉ. Sau khi tiêm quỷ vàng chết, những tiêm quỷ màu lam và tiêm quỷ đỏ không tiếp tục tập kết ở nơi này nữa. Bọn chúng giống như đang hỗn loạn, suy nghĩ đủ mọi cách để chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, muốn tiến vào thế giới bình thường,
cố gắng gây ra một số sát thương càng nhiều càng tốt. Nhưng hiển nhiên, người gác đêm sẽ không để bọn chúng làm những việc đó. Trận chiến càng kéo càng dài, 2 giờ sau, nhóm sở hữu siêu cấp có chút chật vật từ từ rút từ trên núi xuống. Ngay từ đầu việc phân nhóm này chính là để giữ được siêu cấp, cho nên nhóm siêu cấp được phân rất nhiều người, điều này cũng làm cho siêu cấp trong trận chiến này không ai phải bỏ mạng. Cũng may là không sống nhục. Sau khi xuống tới nơi, Đỗ Tắc Thành nhìn về phía Trác Nhất Minh canh giữ dưới chân núi, hơi hơi mỉm cười nói. Trác Nhất Minh không nói gì, ông ta hờ hững đi vào bên trong đám người, sau đó, một tay đặt lên vai đạo trưởng Tử Liên, ánh mắt cũng chuyển về phía Ôn Uẩn và Chu Diệu Khôn bên cạnh, hờ hững nói, ba người các người, ở lại đây một lát. Chương 999, chiến thắng thảm thương. Cuối cùng thì người gác đêm đã chiến thắng, bọn họ cũng đã phải trả một cái giá quá đắt, người gác đêm đã bị chết rất nhiều, đội tinh nhuệ và đội bình thường vẫn đang săn đuổi những quỷ xanh còn lại ở khắp mọi nơi. Bọn họ chiếm được vũ khí trong tay đám quỷ tiên phong trước, đá năng lượng trong tay của đám quỷ và cả chiếc phi thuyền trên đỉnh núi nữa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người gác đêm có một chiếc phi thuyền như vậy, có giá trị nghiên cứu rất lớn. Tất nhiên, Lê Văn Vân không hề biết những điều này, anh đã ở bệnh xá dưới núi ép được 3 ngày 3 đêm, hơn nữa vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. May là hơi thở của anh đang từ từ ổn định, coi như đã giữ được mạng. Hôm nay, theo thường lệ, Phạm Nhược Tuyết tới kiểm tra sức khỏe của Lê Văn Vân, sau khi khám xong, cô cau mày bước ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài, những người của tiểu đội 11.762 cũng vội vàng chạy tới, Hoàng Thi Kỳ hỏi thế nào, tỉnh chưa? Cố Bạch ở bên cạnh quấn gạc toàn thân, chống gậy, vẻ mặt đầy lo lắng. Sau trận chiến này, anh ta đi hỗ trợ những tiểu đội bình thường, cũng bị thương nặng. Vẫn chưa tỉnh, Phạm Nhược Tuyết nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Chết tiệt, có khi nào anh ấy trở thành người thực vật không? Cố Bạch hoảng sợ nói. Anh, Hoàng Thi Kỳ đá anh ta, nói, nếu anh ấy mà trở thành người thực vật thì tôi sẽ thiến anh. Không đến mức biến thành người thực vật đâu, chỉ là tình trạng hiện tại của anh ấy. Có gì đó không ổn, đặc biệt là bộ não của anh ấy, có phần giống với những gì anh ấy nói sau trận chiến 3 năm trước. Phạm Nhược Tuyết nói. Đám người Lý Thu ngẩn ra. Ngay sau đó, Cố Bạch hắng giọng. Trên mặt hơi có vẻ kích động, nói ý của cô là, có thể lão đại lại mất trí nhớ ư. Không loại trừ khả năng này. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, cũng may, lần này chúng ta vẫn ở đây, không đến mức để anh ấy đi lạc. Tại sao chúng ta không để cho anh ấy bị lạc, lỡ có ai đó vừa mắt anh ấy, lại làm con rể của một nhà giàu thì thật thú vị. Cố Bạch nói với vẻ mặt xấu xa. Sau khi anh ta nói xong, hai mắt Lý Thu và Trương Vãn Hà sáng lên. Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ trừng mắt nhìn ba người họ, Phạm Nhược Tuyết nói không nên lời, hãy quan sát trước đã. Bên trong phòng bệnh, lỗ tai của Lê Văn Vân có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện bên ngoài, nhưng dù thế cũng không thể mở ra được, cảm giác thân thể dường như đang trải qua một loại biến hóa, chỉ có thể ngẩn người nằm ở trên giường, anh không biết quá trình này sẽ mất bao lâu. Anh chỉ có thể nằm và từ từ chờ đợi. Lúc này, sau trận đấu sinh tử, anh cảm thấy mình còn rất nhiều việc phải làm. Anh muốn trở về Lâm Hải để thăm bố mẹ mình. Anh muốn tìm ba người từ đạo trưởng Tử Liên, phải tính sổ từng tên một. Anh còn muốn đến thành phố tội ác để đón Khương Vĩ về, bảo cậu ta đừng tham gia vào người gác đêm. Trận chiến này quá bi thảm, đỉnh cấp đều là vật hy sinh, tương lai người gác đêm sẽ đi theo phương hướng nào, anh cũng không biết. Thậm chí, anh còn muốn đến Giang Thành để gặp Nguyễn Vũ Đồng. Anh không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thực anh đã hôn mê, suy nghĩ này từ đáy lòng mà ra. Anh cứ nằm trên giường như thế, không biết phải mất bao lâu nữa. Ngoài cửa, âm thanh tiếp tục vang lên. Lần này tổn thất thế nào? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Hoàng Thi Kỳ trầm giọng nói, đội tiên phong bị tổn thất nhiều nhất, bỏ mạng hơn một nửa, còn tất cả những người siêu cấp đều sống sót. 20 người gác đêm tiên phong của hệ hoa bỏ mạng 7 người, còn những người gác đêm bình thường thì bỏ mạng hơn 2.1400. Nghe thấy con số đẫm máu này, bên ngoài đều trầm mặc, trong lòng Lê Văn Vân cũng vô cùng đau đớn. Nếu, anh mạnh hơn đám quỷ vàng, đủ mạnh đến mức chỉ giết chết đám quỷ đỏ chỉ trong vài giây, thì cục diện của trận chiến này sẽ hoàn toàn khác. Anh không muốn nhìn thấy người của người gác đêm chết, những người này đều vì thế giới này mà hiến dâng thân mình, mà trong số những kẻ mà họ bảo vệ lại có những kẻ cặn bã. Lúc này Lê Văn Vân không thể làm gì được, chỉ có thể nằm trên giường. Không mở mắt ra được,
chỉ dựa vào lỗ tai để lắng nghe mọi thứ xung quanh. Ở Yên Kinh, bên trong sòng bạc ngầm, Giản Hưng chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ T đang loay hoay với một thứ gì đó trong phòng thí nghiệm, khi nhìn thấy Giản Hưng quay lại, ông ta một nụ cười nở trên khóe môi, nhìn Giản Hưng và nói, tôi biết cái chết của Trác Nhất Minh khiến cậu rất đau buồn, dù sao ông ta cũng là người đã kéo cậu lên, nhưng cậu vẫn cần phải có một số quy tắc, cậu đi về Bắc Cảnh, tôi sẽ không cản cậu, điều kiện là cậu phải báo cáo tình hình trong Bắc Cảnh cho tôi càng sớm càng tốt, nhưng cậu đã biến mất cả 3 ngày. Giản Hưng liếc nhìn tiến sĩ T, nhìn ánh mặt lạnh như băng của ông ta dưới lớp mắt kính, không khỏi run lên, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói Trác Nhất Minh chưa chết. Hả, tiến sĩ T hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Giản Hưng hỏi, đây là ý gì? Trác Nhất Minh không chém nhát đao đó, quỷ vàng, đã bị Lê Văn Vân chém chết. Giản Hưng thản nhiên nói. Cái gì, đồng tử của tiến sĩ T lại giãn ra, hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Theo tính toán của ông ta, Trác Nhất Minh đã chết rồi mới phải, lúc đó người gác đêm của Hoa Hạ sẽ rơi vào tay Lê Văn Vân. Thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng bây giờ, dường như đã thay đổi, lão già Trác Nhất Minh lại không chết, mà cậu thanh niên Lê Văn Vân kia lại chém chết quỷ vàng. Vậy Lê Văn Vân thì sao? Tiến sĩ T hỏi, có phải cậu ta đã đồng quy vu tận với quỷ vàng không? Không, tôi không biết sau này anh ta có chết không, nhưng khi tôi rời đi, chắc chắn anh ta còn sống. Giản Hưng thản nhiên nói. Tiến sĩ T cau mày, sau đó nhìn Giản Hưng nói, liên lạc với 7 người kia, tôi muốn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức. Cùng lúc đó, ở một vùng núi hẻo lánh, trong tòa nhà công nghệ cao kia, trong một căn phòng nọ, Tứ Thiếu Yên Kinh đang nằm ở đó với khuôn mặt tím bầm. Mẹ kiếp, đừng để ông đây có cơ hội, đám phế vật nhà họ Tạ và nhà họ Lý lại dám liên hợp đánh chúng ta, có cơ hội, ông đây sẽ giết chết bọn chúng. Hoàng Gia Gia mắng mỏ. Ai kêu đối phương biết võ chứ? Bình thường chúng ta đắc tội với rất nhiều người, giờ họ đã hợp tác lại rồi. Vương Hàn Lâm ở bên cạnh nói. Cậu cũng biết bình thường mình xúc phạm nhiều người à? Vương Giai Kỳ vừa mắng vừa cho họ uống thuốc, không biết chúng ta phải ở lại chỗ này bao nhiêu lâu nữa đây, cũng không biết tương lai sẽ đi đâu. Thông báo khẩn cấp, mọi người tập trung ở cửa, hiện tại sẽ đưa mấy người về nhà. Giọng nói này vang lên 3 lần liên tiếp, lúc này 4 người Vương Hàn Lâm vui mừng nói, định đưa chúng ta về à? Chết tiệt, Hoàng Gia Gia đột nhiên nhảy lên nói, chết tiệt, tao sẽ nhớ rõ thù này, sau khi quay về Yên Kinh, ông đây sẽ tìm từng đứa một tính sổ. Nói rồi anh ta còn chẳng thèm lấy hành lý, cứ thế lao ra cổng. 3 người còn lại cũng hưng phấn đứng lên, lúc này tinh thần phấn chấn, trở về Yên Kinh, đây sẽ là sân nhà của bọn họ. Vương Giai Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, nhóm Lê Văn Vân. Thắng rồi sao? Chương 1000, trở về. Dưới chân núi Aspen, lòng ai nấy cũng đầy bùi ngùi, cả chân núi Aspen nở đầy hoa trắng, rất nhiều người gác đêm túc trực tại đây để tiễn đưa đồng đội. Từ ngày trở thành người gác đêm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào. Kể từ ngày trở thành người gác đêm chính thức, dù họ bao nhiêu tuổi, họ đều cống hiến hết mình cho thế giới. Chỉ là tất cả những điều này, ngoài bọn họ ra, không ai biết cả. Trong trận chiến này, đối với người gác đêm mà nói, tổn thất quá nặng nề. Trên sườn núi vẫn còn có người đang thu dọn chiến trường, có người đang bưng rượu, ở trên núi, dưới chân núi, vừa uống rượu, vừa tưới lên mặt đất, vừa lẩm bẩm một mình. Trong số họ, có người mất đi đồng đội, có người mất đi anh em, có người mất đi người yêu. Đây là chiến tranh, là cái ác ẩn trong vẻ đẹp của thế giới bình thường. Vẻ đẹp và những năm tháng êm đềm của họ là do người gác đêm gánh vác trọng trách cho họ. Cả ngọn núi Aspen, trên chiến trường của khung đỉnh, rất nhiều người đang ngồi trên núi, mặt đất đầy hoa cúc, một bầu không khí tang thương tràn ngập toàn bộ sườn núi. Lúc này ở dưới chân núi, trong lều của Trác Nhất Minh, Phạm Nhược Tuyết và các thành viên khác của đội 11.762 bước vào lều, Trác Nhất Minh và Vương Hồng đang ngồi trong đó, thấy Phạm Nhược Tuyết và những người khác đi vào. Trác Nhất Minh ngẩng đầu lên hỏi, các cô cậu làm sao vậy? Chúng tôi muốn rời đi trước, Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân tỉnh rồi à? Trác Nhất Minh vui mừng nói, dẫn tôi đi gặp cậu ấy. Vẫn chưa tỉnh, hình như cơ thể của anh ấy đang trải qua một số thay đổi, phần lớn vết thương trên người đã hoàn toàn lành lặn, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao đây cũng là chiến trường, điều kiện y tế không tốt lắm.
tôi muốn đưa Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, hoàn cảnh và cơ sở y tế cũng tốt hơn. Phạm Nhược Tuyết nói. Trác Nhất Minh suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng ba người kia thì phải làm sao? Giờ bọn chúng vẫn không muốn thừa nhận à? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Không còn cách nào khác, lúc đó mọi người đều đang tự chiến đấu, không ai nhìn thấy rõ ràng cả, ngược lại chúng còn nói tôi đã vu oan hãm hại chúng. Chúng thừa nhận rằng đang ở đây lên kế hoạch, nhưng lại không thừa nhận rằng đã ra tay với Lê Văn Vân, còn vu cáo tôi muốn dẹp sạch toàn bộ các cao thủ siêu cấp của người gác đêm. Trác Nhất Minh cười khổ nói, còn mấy người khác cũng sợ ném chuột vỡ bình nên lựa chọn đứng về phía bọn chúng, tạm thời tôi chỉ khống chế được ba người bọn chúng thôi. Hừm, nếu không phải ba người bọn chúng thì chắc chắn lão đại sẽ phản ứng kịp, không thể giữ lại ba người này, trên loại chiến trường này, chúng đã tính kế ít nhất mấy trăm người của người gác đêm, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn quay qua đâm sau lưng đồng đội của mình. Hoàng Thi Kỳ nói, cho dù như thế nào cũng phải giữ chúng lại, chờ lão đại tỉnh rồi hãy nói. Trác Nhất Minh nhướng mày, Vương Hồng bên cạnh cười nói, chuyện này không thành vấn đề, đợi Lê Văn Vân tỉnh lại sẽ để cậu ấy quay về tổng bộ một chuyến. Với lại, từ lần cậu ấy tỉnh cho đến nay vẫn chưa quay về tổng bộ lần nào. Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói, được. Các cô cậu chuẩn bị khi nào thì đi? Trác Nhất Minh hỏi. Càng sớm càng tốt, tình hình của Lê Văn Vân không tốt lắm, tôi lo lắng anh ấy sẽ mất trí nhớ như 3 năm trước, tuy rằng tôi là người đã đánh thức trí nhớ của anh ấy. Nhưng nếu anh ấy thực sự mất trí nhớ, tôi nghĩ nếu muốn dùng lại cách cũ để thức tỉnh anh ấy sẽ rất khó khăn. Phạm Nhược Tuyết nói. Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị xe cho các cô cậu ngay lập tức, sau đó cô có thể đi. Trác Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm nói. Nhóm Phạm Nhược Tuyết gật đầu, họ quay trở lại lều và nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, Cố Bạch vẫn còn cầm một chiếc hộp trong tay. Bên trong chiếc hộp này là cho cốt của Sở Hạo. Lý Thu và Phạm Nhược Tuyết đi đến bệnh xá. Đặt Lê Văn Vân lên sau xe, sau đó xe từ từ lái về phía sân bay của Bắc Cảnh. Tôi tới Lâm Hải sẽ không đi cùng mọi người, tôi phải gửi cho cốt của Sở Hạo về, sau đó thăm nom bố mẹ của cậu ấy. Tiếp theo tôi muốn về nhà một chuyến để thăm bố mẹ tôi sợ sẽ chết trên chiến trường, sẽ không còn gặp lại họ được nữa. Cố Bạch nói. Hoàng Thi Kỳ nhìn anh ta và gật đầu, ừ. Khi nào có nhiệm vụ, tôi sẽ quay lại, Cố Bạch nói. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Lúc này Lý Thu mới nhìn Doãn Nhu nói, dì Doãn, cháu muốn dẫn An Nhiên đi gặp bố mẹ, nếu có thể, cháu muốn đăng ký kết hôn với cô ấy. Doãn Nhu nhìn Lý Thu cười như không cười, sau đó gật đầu nói, được, tôi sẽ làm chủ chuyện này cho cậu, gả An Nhiên cho cậu, đợi Lê Văn Vân tỉnh lại, hai người có thể tổ chức hôn lễ. Trương Vãn Hà cũng lẩm bẩm, tôi cũng về nhà thăm bố mẹ, sẵn tiện đi xem mắt luôn. Ừm, Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, còn mọi người thì sao? Có nơi nào muốn đi không? Cứ giao Lê Văn Vân cho tôi sẽ chăm sóc anh ấy, khi nào anh ấy tỉnh lại tôi sẽ thông báo cho mọi người. Doãn Nhu ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào, từ sau khi ra khỏi khu tội ác, tôi vẫn luôn đi theo mọi người chấp hành nhiệm vụ, cũng chưa được đi ra ngoài một chuyến nào đàng hoàng tử tế cả, nếu có thể, tôi muốn đi du lịch một chuyến. Trần Tiêu xua tay nói, tôi vẫn ở Lâm Hải, bất cứ khi nào cũng vẫn chăm sóc cho nhau được, không muốn đi đâu cả. Hoàng Thi Kỳ nhíu mày nói, tôi cũng định sẽ ở lại với Lê Văn Vân. Kế hoạch của một số người đã được giải quyết xong, chiếc xe cũng đang lao vun vút trên con đường rộng thênh thang, ở Bắc Cảnh dân cư rất thưa thớt. Xe của họ thỉnh thoảng đi ngang qua một số trạm gác của người gác đêm, tất cả những người trong đó đều chạy ra chào đón họ. Mọi người đều biết rằng anh hùng của trận chiến khung đỉnh này là Lê Văn Vân. Quỷ vàng đã chết trong tay người này. Khi xe của họ rời đi, Trác Nhất Minh thông báo với tất cả mọi người rằng anh sẽ xuyên qua con đường cao tốc này. Thoát cái đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, trong sân bay phía Bắc, một chiếc máy bay cất cánh chậm rãi bay về phía Lâm Hải. Cùng lúc đó, tại sòng bạc ngầm Yên Kinh. Trong phòng họp, lúc này 9 người ngồi đối diện nhau, tiến sĩ Tê vẫn đang ngồi ở ghế vị trí chủ trì, lúc này trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tôi không nghe nhầm chứ. Tiêm quỷ vàng đã bị thằng nhóc Lê Văn Vân đó giết chết rồi ư. Giọng của một người phụ nữ khàn khàn vang lên, dĩ nhiên, cảm giác khàn khàn này là do người đó giả bộ tạo ra. Đúng vậy, không nhầm, Trác Nhất Minh vẫn còn sống. Tiến sĩ Tê thản nhiên nói, hiện tại tiêm quỷ vàng đã chết, tiếp theo sẽ là quỷ đỏ, hẳn là không bao lâu nữa đâu. Người gác đêm không có nhiều thay đổi, điều này hoàn toàn khác với tính toán trước đó của tôi.
Tôi nghĩ một số người có mặt ở đây chắc sẽ rất vui, dù sao thì mấy người và Lê Văn Vân cũng đã từng lén lút hợp tác thành công, hy vọng đặt cược lên Lê Văn Vân của mấy người đã giành chiến thắng. Tiến sĩ Tê cười nửa miệng nói. Không ai lên tiếng, tất cả đều đeo mặt nạ, không ai biết phía dưới lớp mặt nạ kia là sắc mặt như thế nào, rốt cuộc có biểu cảm gì. Vì vậy, chúng ta sẽ ngừng mở rộng à? Một giọng nói cất lên. Phải mở rộng thì vẫn mở rộng. Tiến sĩ Tê lắc đầu nói, vừa rồi tôi nhận được một cuộc gọi từ khu tội ác. Hả, mọi người đồng loạt nhìn về phía tiến sĩ Tê. Không biết vì lý do gì mà Hotsis và Minh Sùng đã đạt được một thỏa thuận, người của khu tội ác sẽ có thể tự do ra vào thế giới bên ngoài, đã có rất nhiều người ở đó cưỡi thuyền về rồi. Tiến sĩ Tê cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1000.